À, chào các bạn. Đây là bộ bộ IC nha, bộ IC kèm với động cơ trôi. Mình đang chạy 24V. 24V nó đạt khoảng 20 tới 30 vòng 1 phút. Phù hợp các ứng dụng như là chế quay nướng gà vịt hay các ứng dụng mà cần lực tải lớn á, tải kéo lớn. Đó. Nhưng mà chạy điện 24 nha. Con này lên 48 chạy ngon nha. Chạy qua cái mạch tăng áp lên 48 thì chạy ngon. Còn 24 thì nó hơi chậm. Chậm nhưng mà một số khách thì tùy ứng dụng nha, có ứng dụng thì phù hợp. Ok, cái động cơ trôi này thì chạy không nghe tiếng luôn á, rất là êm. Brushless. Tua nó cái này thuộc loại tua chậm nha, tua nó 2000. Một số con tua 3000 thì tua nó nhanh hơn. Nhưng mà ngược lại những con tua 2000 thì lực kéo nó tốt hơn những con tua 3000 nha. Tốt hơn. Hàng zin. Chạy êm ru nha, cốt lớn. Cốt này như phim 16 á. Đây. Cốt phim 18 nha, cốt lớn nha. Cốt phim 18, cốt lớn. Bộ này chế xe đạp điện cũng rất là ngon, nhưng mà lên chạy 48 á, qua mạch boost á, thì lại là ngon hơn. Còn 24 á, thì nhưng mà với 2-30 vòng 1 phút thì gắn trực tiếp vào bánh luôn. Tại vì cái bánh xe thì cái đường kính nó lớn á, cái chu vi nó lớn. Cho nên với mấy chục vòng 1 phút thì tốc độ cũng tương đối các bạn, tương đối nhanh nha. Còn lên 48 thì nhanh hơn. Ok, đây là đơn cũng là đơn của anh khách nha. Một cái động cơ hộp số trôi Brooklet chạy 24-48 thì cái này là 550k nha. Cốt 18. Cái này lực kéo khỏe. Tua 20 cho tới 20-30 đó là chạy 24. Có điều tốc đảo chiều đầy đủ. Có luôn heo sensor. Đặc biệt là có luôn heo sensor nha. Khi có luôn heo sensor thì mình chạy nó rất là đảm bảo. IC nó điều khiển qua vị trí thì rất ok. Ok, đơn của anh khách nha, cũng là giới thiệu sản phẩm. Khách nào mua lẻ mình bán lẻ nha, còn mua trọn bộ thì mình bán trọn bộ 550k cộng với 250k nha. Mình đã mod về 24V thì các bạn có thể chạy tự động từ 24 tới 48. Có một số khách xài năng lượng mặt trời thì chạy tự động ok. Ok, cảm ơn anh khách đã ủng hộ shop.